Lầu tua Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Jesus Kitô. Đây là đài phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ năm, mùng 7 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư hôm qua. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại tình anh em gắn bó trong 90 năm tuổi đời và trong 65 năm linh mục của hai anh em linh mục sinh đôi Attilio và Giovanni Saczilla. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do tứ quyết phụ trách về đề tài giá trị của thánh lễ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức. New York, đại diện tòa thánh tại Liên hiệp quốc ở New York, Đức tổng giám mục Bernardino Alza phê bình việc du nhập vào dự thảo hiệp ước hoàn cầu về việc di cư an toàn, có thứ tự và đều đặn những văn kiện không được cộng đồng quốc tế thảo luận và thông qua. Trong bài tham luận hôm 4 tháng 6 vừa qua tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục AUSA nhìn nhận có những cải tiến trong dự thảo về hiệp ước nói trên, nhưng phê bình và chống lại sự kiện, một số điểm tham chiếu được đưa vào dự thảo, rút từ những văn kiện không được quốc tế thông qua ví dụ lược đồ những ưu tiên và những nguyên tắc thăng tiến sức khỏe của người tị nạn và di dân của tổ chức sức khỏe thế giới được trích dẫn và tham chiếu trong dự thảo hiệp ước hoàn cầu trong lược đồ nói trên tổ chức sức khỏe thế giới nói đến việc phân phát các phương tiện ngừa thai làm tuyệt đường sinh sản hoặc thuốc phá thai cho những người di dân và tị nạn với danh nghĩa là bảo vệ sức khỏe của họ những văn kiện thuộc loại này không được thương thảo hoặc không được các quốc gia chấp thuận. Tuy nhiên, Tổ chức Sức khỏe Thế giới lợi dụng tình trạng không bị kiểm soát của các chính phủ, nên đã minh nhiên cổ võ những dịch vụ sức khỏe gây tranh luận, gọi tắt là MISP. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục AUSA nói, vì lý do đó, Phái đoàn Tòa Thánh kêu gọi bãi bỏ những đoạn trích dẫn hoặc những tham chiếu các tài liệu nói trên có những ngôn từ gây tranh luận, không được quốc tế thương thảo và không được sự đồng thuận của các nước trong số ngôn từ gây tranh luận có thành ngữ bảo vệ sức khỏe sinh sản thực tế đây là những hoạt động nhắm ngừa thai phá thai và làm tuyệt đường sinh sản Genève 41.000 người đã đăng ký tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành vào chiều ngày 21 tháng 6 tới đây tại khu vực Palaisbo gần Phía trường thành phố Genève Thụy Sĩ đây là số chỗ tối đa được ấn định vì lý do an ninh, mặc dù khu vực này có thể tiếp nhận nhiều người hơn. Số người đăng ký thuộc các giáo sứ và tổ chức công giáo trên toàn nước Thụy Sĩ. Trong số này có 77% đến từ vùng Thụy Sĩ Pháp, 12% đến từ vùng Thụy Sĩ Đức và 1% từ vùng Thụy Sĩ nói tiếng Ý. Sau cùng cũng có 11% đến từ nước Pháp láng giềng tòa giám mục Lausanne, Genève và Fribourg sở tại bày tỏ vui mừng vì sự hăng say của các tín hữu và nhắc nhở rằng những người không xin được vé để tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha thì ít ra họ cũng có thể tham dự thánh lễ qua truyền hình. Ba đài quốc gia đều trực tiếp truyền đi thánh lễ này. Đức cha Jacques Morerot giám mục sở tại lấy làm tiếc vì không thể đón nhận nhiều hơn số tín hữu đến dự lễ báo chí tại thụy sĩ trong những ngày này đang bàn về vấn đề an ninh hội đồng chính phủ liên bang còn phải chính thức quyết định về việc sử dụng quân đội vào vấn đề bảo vệ an ninh trong cuộc viếng thăm vấn đề bảo vệ an ninh cho bản thân đức thánh cha được một toán vệ binh thụy sĩ đảm trách nhưng việc giữ an ninh chung là bổn phận của quốc gia đón tiếp ngài cảnh sát bang geneva có thể xin cảnh sát của các bang khác hoặc quân đội Thụy Sĩ tiếp tay. Hồng Kông, nhiều tín hữu Công giáo và Tin lành tại Hồng Kông đã tham dự buổi cầu nguyện theo truyền thống cho các nạn nhân vụ đàn áp tại Thiên An Môn do Đức Hồng Y se Trần Nhật Quân nguyên giám mục chủ sự. Buổi cầu nguyện này diễn ra tại một công viên nhỏ cạnh công viên Victoria, liền trước buổi canh thức tại công viên này để tưởng niệm những người bị quân đội Trung Quốc tàn sát tối ngày mùng 4 tháng 6 năm 1989 vì tranh đấu đòi tự do dân chủ. Tổng cộng số người tham dự buổi canh thức năm nay lên tới 115.000 người, trong đó có nhiều người trẻ và sinh viên học sinh. Trong buổi canh thức cầu nguyện, mọi người đã xem lại các video tưởng niệm. Họ cũng hát thánh ca, cầu nguyện và có nghi thức đặt vòng hoa trước một đài chiến sĩ được dựng lên tượng trưng như ở quảng trường Thiên An Môn. Hồng Kông là nơi duy nhất ở Trung Quốc, người ta có thể tự do tưởng niệm biến cố Thiên An Môn xảy ra cách đây 29 năm. Roma trong những ngày này, từ mùng 6 đến 13 tháng 6, Hội đồng Giám mục Bắc Âu về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ Phaero Paulo và thăm tòa thánh. Các giám mục sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào sáng thứ Năm hôm nay, mùng 7 tháng 6. Hội đồng giám mục Bắc Âu quy tụ các giám mục thuộc năm quốc gia Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và Iceland. Với số tín hữu công giáo ít ỏi và đại đa số dân theo tin lành Luther. Ví dụ tại Đan Mạch có hơn 5 triệu 750 000 dân, trong đó chỉ có 0,75% là tín hữu công giáo, tức là 44.500 người, họp thành một giáo phận duy nhất. Phần Lan chỉ có 13.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 0,25% dân số toàn quốc. Na Uy là nước đông Công giáo nhất với 162.000 người, tương đương với 3,1% dân số toàn quốc. Tại đây có cộng đồng Công giáo người Việt tới hơn 4.000 người và vị tổng đại diện Giáo phận thủ đô Oslo là người Việt, Đức ông Francisco Xavier Huỳnh Tấn Hải. Giáo hội Công giáo tại các nước Bắc Âu chưa tự lập được về tài chính và cần sự tài trợ của Giáo hội Công giáo tại Đức. Tokyo, những người trẻ Công giáo Philippines và Việt Nam mang lại một luồng gió tươi mát và một thách đố cho Giáo hội Công giáo tại Nhật Bản và giáo hội tại nước này ngày càng trở thành một giáo hội quốc tế. Trên đây là nhận định của Cha Ignacio Martinez, thừa sai người Mexico thuộc dòng Guadalupe, đặc trách phân bộ xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Nhật Bản. Cha kể với hãng tin Asia News, truyền đi ngày mùng 5 tháng 6 vừa qua rằng, xã hội Nhật Bản ngày càng già nua. Theo một nghĩa nào đó, đây là điều tốt vì chúng ta có nhiều người với nhiều kinh nghiệm về cuộc sống. Đang khác, có bao nhiêu người từ những nước khác đang đến đây và nhiều người trong số họ là tín hữu công giáo. Cha Martinez giải thích rằng, trong phần lớn các cộng đoàn công giáo tại Nhật ngày càng già nua, nhiều người nhập cư là người công giáo trẻ, họ sống cách khác, và đó là một thách đố lớn, đặc biệt cho các giáo sứ nhỏ ở miền quê tại Nhật. Mới đây tôi đến một giáo sứ gần thành phố Fukushima ở miền Bắc Nhật Bản. Tại đây cộng đoàn sứ đạo chỉ có khoảng 20 người, nhưng một hôm có 40 người trẻ Philippines đến dự lễ, thật là một ngạc nhiên đối với người Nhật. Giờ đây tại hầu hết các giáo sứ đều phải cử hành thánh lễ bằng những thứ tiếng khác nhau và điều này đòi nhiều cố gắng. Tôi nghĩ chúng tôi đang trở thành một thứ giáo hội quốc tế. Điều này không dễ dàng nhưng là một thách đố đẹp đối với giáo hội tại Nhật Bản. Tại Tổng giáo phận thủ đô Tokyo, cha Antonio Camacho Muñoz, thừa sai Guadalupe phụ trách năm giáo sứ, kể lại một kinh nghiệm tương tự thật là một luồng gió tươi mát cho giáo hội tại nhật vì các tín hữu từ nước ngoài đến đây là những người trẻ và có đức tin mạnh mẽ vì thế có những chúa nhật bài đọc thứ nhất bằng tiếng việt nam bài thứ hai bằng tiếng phi và tin mừng bằng tiếng nhật giáo hội trở thành quốc tế nhật bản là một nước có xu hướng khép kín đối với người ngoại quốc và vì thế đối với giáo hội công giáo hiểu về cách thức đón nhận người ngoại quốc là một công việc quan trọng các giám mục Nhật ý thức được tình trạng này và đang tìm cách thay đổi lối suy tư và lối sống của người công giáo tại Nhật. Munich theo tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội Kitô có triệu sở đức có khoảng 100 triệu tín hữu Kitô trên thế giới bị áp bức, bách hại và kỳ thị. Trong buổi công bố phúc trình tựa đề, các tín hữu Kitô ở trong tình trạng khó khăn nặng nề hôm 4 tháng sau vừa qua tại thành phố Munich, ông Bertolt Benster, chuyên gia thuộc tổ chức bác ái nói trên, nhìn nhận rằng tuy không có thống kê hoàn toàn chính xác, nhưng người ta biết các tín hữu Kitô bị bắt hại và áp bức ở những cấp độ khác nhau. Ví dụ, các tín hữu Kitô ở miền Nam Nigeria có thể sống an bình không gặp vấn đề, nhưng tại miền Bắc nước này họ sống trong tình trạng bị đe dọa. Ông Benster cũng nói rằng rất nhiều người hồi giáo cũng chịu đau khổ vì các nhóm khủng bố hồi giáo như lực lượng nhà nước hồi giáo IS hoặc nhóm Boko Haram ở Nigeria. Phúc trình mới công bố đặc biệt nói đến tình trạng nóng bỏng đối với các tín hữu Kitô tại 15 quốc gia từ Ai Cập tới Trung Quốc, từ Nigeria đến Syria, Saudi và thổ Nhĩ Kỳ tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hoạt động tại hơn 140 quốc gia trên thế giới. Về tình trạng tại Syria, Phúc Trình trích thuật lời cha Firas Lupti, dòng Francisco, giám đốc một trường học ở thành phố Aleppo, bên Syria. Theo đó, số tín hữu Kitô tại thành này giảm sút rất nhiều, từ 250.000 người trước chiến tranh cách đây 7 năm xuống còn 32.000 người như hiện nay. Tuy Yên Hàn đã trở lại Aleppo, nhưng tại đây sau bao nhiêu bom đạn và pháo kích, nhiều khu vực chỉ còn là những đống đổ vỡ. Tại Nigeria, linh mục John Bakeni thuộc giáo phận Maiduguri ở miền Đông Bắc cho biết nạn tham nhũng là một tai ương lớn tại đây. Thêm vào đó, vùng này là thành trì của lực lượng Boko Haram, Gần đây có thêm những người thuộc bộ tộc Fulani chăn súc vật trở thành kẻ thù lớn của tất cả các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican để tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị theo dõi buổi ý kiến Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phaero sáng thứ tư hôm qua. hiệu quả của ơn Chúa Thánh Thần ban khiến cho tín hữu trở thành ơn cho tha nhân, rộng mở họ cho cộng đoàn Kitô. Vì thế, không được nhốt Chúa Thánh Thần trong lầm hay kháng cự lại làn gió thổi chúng ta bước đi trong tự do và đừng bóp nghẹt lửa nồng cháy của tình bác ái đưa chúng ta tới chỗ hao mòn cuộc đời vì Thiên Chúa và vì tha nhân. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Phan Xích Cô đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến sáng thứ tư hàng tuần hôm qua. Trong số các nhóm hiện diện cũng có ba phái đoàn người Việt đến từ Úc, Mỹ và Việt Nam. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích các hiệu quả mà ơn của Chúa Thánh Thần ban cho tín hữu giúp họ làm cho các hiệu quả ấy lớn lên và giúp họ trở thành ơn cho tha nhân trong cộng đoàn. Đức Thánh Cha nói, đó là một ơn của Chúa Thánh Thần chúng ta hãy nhớ rằng khi vị giám mục sức giàu cho chúng ta ngài nói hãy nhận lấy chúa thánh thần được ban cho con ơn đó của chúa thánh thần vào trong chúng ta đó là thần khí và sinh hoa trái để rồi chúng ta cũng có thể ban nó cho tha nhân luôn luôn nhận lãnh để cho đi không bao giờ nhận và có các sự vật bên trong làm như thể linh hồn là một nhà kho không luôn luôn nhận lấy và cho đi các ơn của thiên Chúa được nhận lãnh để trao ban cho tha nhân, đó là cuộc sống Kitô. Như vậy, đó chính là Chúa Thánh Thần giúp chúng ta ra khỏi trung tâm cái tôi của chúng ta. Tất cả là cho chúng ta, không phải vậy, nhưng là để mở rộng cho cộng đoàn, nhận để cho đi. Chúng ta không được là trung tâm, chúng ta là một dụng cụ của ơn ấy cho người khác. Đức thánh cha nói thêm trong bài huấn dụ Completando nei battesanti la somiglianza a Cristo, la confermazione li unisce più fortemente come membra vive al corpo mistico della Chiesa. Khi bổ túc nơi các tín hữu đã được rửa tội việc giống Chúa Kitô, bí tích thêm sức kết hiệp họ một cách mạnh mẽ như chi thể sống động vào thân mình mầu nhiệm của giáo hội sứ mệnh của giáo hội trong thế giới tiến hành qua phần đóng góp của tất cả những ai là thành phần có vài người nghĩ rằng trong giáo hội có các ông chủ là giáo hoàng các giám mục các linh mục rồi tới các thợ là các người khác không phải thế giáo hội là tất cả chúng ta tất cả chúng ta và tất cả chúng ta đều có trách nhiệm làm cho nhau nên thánh lo lắng cho nhau giáo hội là chúng ta tất cả mỗi người có công việc của mình trong giáo hội nhưng giáo hội là tất cả. Thật thế, chúng ta phải nghĩ tới giáo hội như một cơ phận sống động, bao gồm các bản vị mà chúng ta biết và cùng đồng hành, chứ không phải như một thực tại trừu tượng và xa vời. Không, giáo hội là chúng ta đang tiến bước, giáo hội là chúng ta hôm nay đang ở trong quảng trường này. Chúng ta là giáo hội, tất cả mọi người bí tích thêm sức cột buộc vào giáo hội hoàn vũ, cột buộc tất cả chúng ta rải rác trên toàn trái đất, nhưng lôi cuốn các người được thêm sức vào trong cuộc sống của giáo hội địa phương mà họ là thành phần, với giám mục là thủ lãnh và là người kế vị các tông đồ. Chính vì vậy, giám mục là thừa tác đầu tiên của bí tích thêm sức, bởi vì Ngài đưa người được thêm sức vào trong giáo hội. Sự kiện đó là trong giáo hội Latin, bí tích này bình thường được đức giám mục ban, minh nhiên hiệu quả của nó kết hiệp những người lãnh nhận nó một cách chặt chẽ hơn với giáo hội, với các nguồn gốc tông đồ và sứ mệnh làm chứng cho chúa Kitô của nó. Ý nghĩa của việc sát nhập vào giáo hội được nêu bật bởi dấu chỉ hòa bình kết thúc lễ nghi thêm sức. Thật vậy, vị giám mục nói với từng người đã được thêm sức, bình an cho con, Nhớ tới lời Chúa chào các môn đệ vào chiều ngày phục sinh tràn đầy Chúa Thánh Thần. Như chúng ta đã nghe, các lời này soi sáng một cử chỉ diễn tả sự hiệp thông giáo hội với vị giám mục và với các tín hữu khác. Đức Thánh Cha giải thích việc trao ban bình an sau lễ nghi ban bí tích thêm sức như sau. Nói này là riceviamo lo Spirito Santo e la pace, quella pace che dobbiamo darla agli altri. Trong bí tích thêm sức, chúng ta nhận lấy Chúa Thánh Thần và sự bình an, sự bình an mà chúng ta phải trao ban cho các người khác. Chúng ta hãy nghĩ xem, mỗi người hãy nghĩ tới cộng đoàn giáo xứ của mình, chẳng hạn có lẽ nghi ban phép thêm sức và chúng ta trao ban bình an cho nhau. Đức Giám Mục trao ban bình an cho người đã được thêm sức và trong thánh lễ chúng ta trao ban bình an cho nhau. Thế mà chúng ta ra về và bắt đầu nói xấu người khác, chúng ta bắt đầu bếp xếp và bếp xếp là các cuộc chiến. Điều này không được. Nếu chúng ta đã nhận dấu chỉ của sự bình an với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta phải là những người nam nữ của hòa bình chứ không phải ra đi tới đó với cái lưỡi và phá hủy hòa bình mà thần khí đã tạo dựng. Tội nghiệp Chúa Thánh Thần và công việc Ngài làm với chúng ta với thói quen bếp xếp này. Anh chị em hãy nghĩ kỹ đi, bếp xếp không phải là công việc của Chúa Thánh Thần đâu, nó không phải là một công việc của sự hiệp nhất của giáo hội. Bép xếp phá hủy điều Thiên Chúa làm. Vì thế, cho tôi xin đi, hãy ngưng bép xếp. Anh chị em có đồng ý hay không? có hay là không? Đó. Bí tích thêm sức được lãnh nhận một lần mà thôi, nhưng năng động tinh thần do dầu thánh giấy lên thì kéo dài trong thời gian. Chúng ta sẽ không bao giờ chu toàn được lệnh truyền giải tỏa ra khắp nơi hương thơm của một cuộc sống thánh thiện, được linh hứng bởi sự đơn sơ hấp dẫn của phúc âm. Không ai lãnh nhận bí tích thêm sức cho chính mình. Chúng ta đã nói phải không? Đó là một ơn không phải để giữ trong nhà kho bên trong, mà là để cho đi luôn luôn cho tất cả mọi người để cộng tác vào việc lớn lên thiêng liêng của tha nhân chỉ như thế khi rộng mở và ra khỏi chính mình để gặp gỡ tha nhân chúng ta mới có thể thực sự lớn lên chứ không chỉ có ảo tưởng lớn lên những gì chúng ta nhận được như ơn của thiên chúa thật ra phải được trao ban ơn nhận được để cho đi để nó phong phú chứ không phải để bị trôn vùi vì các sợ hãi ích kỷ như dụ ngôn nén bạc đã dạy. Cả hạt giống cũng thế khi chúng ta có hạt giống trong tay, nhưng không phải để nó ở đó, cất trong tủ, nhưng là để gieo vãi nó. Toàn cuộc sống phải được gieo vãi để sinh bông hạt, để nhân nhiều lên. Ơn của Chúa Thánh Thần chúng ta phải trao ban cho cộng đoàn. Tôi khuyến khích các người đã được thêm sức, đừng nhốt Chúa Thánh Thần trong lòng, đừng kháng cự lại đấng là gió thổi, để thúc đẩy chúng ta bước đi trong tự do. Đừng bóp nghẹt lửa nồng cháy của tình bác ái, khiến cho chúng ta hao mòn cuộc sống vì Chúa và vì các anh em khác. Xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta tất cả lòng can đảm tông đồ, thông truyền phúc âm với các việc làm và lời nói cho những ai chúng ta gặp gỡ trên đường đời. Với các công việc làm và lời nói, những lời nói tốt lành, lời nói xây dựng, không phải các bếp xét phá hoại, Xin làm ơn khi anh chị em ra đi khỏi nhà thờ, hãy nghĩ tới sự bình an mình đã nhận lãnh để trao ban nó cho người khác, chứ không phải để phá hủy nó với việc bếp xếp. Xin anh chị em đừng quên điều đó. Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương khác nhau. Trong số các đoàn nói tiếng Pháp, Ngài chào các tín hữu các giáo phận Saint Claude do Đức Cha Jordi hướng dẫn, đoàn hành hương giáo phận Valleyfield Canada do Đức Cha Sima hướng dẫn, Hiệp hội Hai Trái Tim Tình Yêu do Đức Cha Rivier giám mục Auton hướng dẫn, cũng như các đoàn Armeni. Ngài cũng chào các đoàn hành hương Ireland, Na Uy, Nigeria, Trung Quốc, Philippines, Việt Nam và Hoa Kỳ. Ngài xin Chúa Giêsu Kitô ban niềm vui và sự an bình cho họ và gia đình. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương nói tiếng Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đặc biệt các nhóm tín hữu Brazil đến từ Urinhos, Goiânia, Bauru và Venancio Ares. Ngài khích lệ mọi người năng kêu cầu Chúa Thánh Thần để được hướng dẫn và trợ giúp trong nhiệm vụ làm chứng nhân cho Tin Mừng. Chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha khích lệ họ đừng sợ hãi cống hiến những gì nhận được từ Chúa Thánh Thần cho tha nhân qua chứng tá và hương thơm thánh thiện của cuộc sống Kitô, hầu giúp mọi người biết sống chia sẻ, xa lánh sự ích kỷ chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha khuyến khích họ để cho quyền năng của Chúa Thánh Thần thấm nhuần và giải thoát khỏi sự yếu đuối của tính ích kỷ, lười biếng và kiêu ngạo, để là các chứng nhân đích thực tin mừng của Chúa Kitô. Trong số đông đảo các nhóm hành hương Italia, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các sư huynh La San, các tín hữu của các giáo sứ và các đoàn hành hương giáo phận Macerata và Loreto do các đức cha Nazareno Marconi và Giancarlo Vecerica hướng dẫn. Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, thứ sáu tới đây là lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu. Ngài mời gọi tất cả cầu nguyện với thánh tâm Chúa trong suốt tháng sáu này để xin Chúa gần gũi, nâng đỡ, trợ giúp các linh mục để các vị là hình ảnh trái tim tràn đầy tình yêu và lòng thương xót của Chúa đức thánh cha khích lệ những người trẻ các anh chị em đau yếu và các đôi tân hôn biết kính múc nơi thánh tâm chúa lương thực và nước uống tinh thần cho cuộc sống mình để được biến đổi trở thành các thụ tạo mới buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh Lạy cha và phép lành tòa thánh đức thánh cha ban cho mọi người Pater nosse,

và trong 65 năm linh mục của hai anh em linh mục sinh đôi Attilio và Giovanni Sanzilla. Sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, tại nhà thờ giáo xứ Van tỉnh Bergamo, miền Bắc nước Ý, hai anh em linh mục sinh đôi Attilio và Giovanni Sassinla đã dừng thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 65 năm linh mục. Attilio và Giovanni Sassinla là hai anh em sinh đôi chào đời ngày 12 tháng 10 năm 1928 cả hai anh em đều có đam mê leo núi, đặc biệt là những vách núi và sườn núi dốc của dãy Dolomiti. Từ khi chào đời, hai anh em sinh đôi Attilio gắn bó và không xa rời nhau, ngay cả khi họ gia nhập chủng viện. Và cách nay 65 năm, ngày 30 tháng 5 năm 1953, hai anh em Attilio và Giovanni đã được đức cha Angriano Petnarici, giám mục giáo phận Pegamo, lúc đó truyền chức linh mục. Sau thánh lễ mở tay, hai cha được đức giám mục bổ nhiệm đến những giáo xứ khác nhau, nhưng họ vẫn luôn cố gắng liên lạc và gặp nhau khi có thể. 65 năm linh mục phục vụ tin mừng, thi hành sứ vụ với sự khiêm nhường và nhiệt thành, giúp đỡ anh chị em và những người nghèo khổ. Hai cha tin rằng Thiên nhiên và nghệ thuật giúp nâng tâm hồn con người và giúp cho con người gặp gỡ Thiên Chúa. Trong thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 65 năm linh mục, cha Attilio đã xúc động chia sẻ: "Đây là một hồng ân, bởi vì dù cho những bệnh tật của tuổi già, Thiên Chúa đã ban cho chúng tôi cơ hội vẫn còn được ở đây và ở cùng với nhau." Cha Attilio kể tiếp: Người vào chủng viện trước vào năm 1943 là em Giovanni của tôi. Hai năm sau đó, tôi mới vào chủng viện. Từ khi đó, chúng tôi không bị cách xa nhau nữa. Ngay cả trong kỳ nghỉ hè, cho đến ngày chúng tôi dân thánh lễ mở tay vào mùa xuân năm 1953. Ngày lễ tạ ơn 65 năm linh mục của hai linh mục sinh đôi có nhiều tín hữu tham dự và cũng có nhiều linh mục quen biết hai cha. Cha Marco Candara, cha sở của cộng đoàn Vangonio và Novasa, kể về hai linh mục sinh đôi. Họ là hai con người của Chúa, hai nghệ sĩ yêu thích nghệ thuật vẽ tranh ngay từ khi họ còn nhỏ, và do đó họ đã thánh hiến cho vẻ đẹp, cho sự hoàn hảo và cho Thiên Chúa. Hai cha còn là những người cộng tác mục vụ hiệu quả và quý giá cho cộng đoàn bé nhỏ của chúng tôi Tháng 10 năm nay, hai cha Attilio và Giovanni sẽ tròn 90 tuổi. Hai cha đã trải qua suốt cuộc đời bên nhau. Từ khi sinh ra cho đến khi chọn theo trở thành linh mục cùng một ngày và đến năm 2006, hai cha đã cùng nghỉ hưu. Sau nhiều năm phục vụ tích cực trong các giáo xứ của giáo phận Bergamo, họ chọn nghỉ hưu trong ngôi nhà của người chị họ Leonella ở Vangonio, Nhớ lại ngày được thủ phong linh mục, hai cha tâm sự là không có ai thúc đẩy hai cha chọn đi trên hành trình linh mục. Nhưng chính các cha được mời gọi và các ngài đã đáp lại tiếng gọi của Chúa. Cho dù có những lần hai cha được bổ nhiệm đến những nơi phục vụ xa cách nhau, nhưng mỗi ngày các cha vẫn nói chuyện với nhau, và khi có thể thì các ngài lại gặp nhau. Cha Atilio kể lại một câu chuyện cảm động sau thánh lễ mở tay vào năm 1953, chúng tôi đã nói, giờ đây chúng ta phải thực sự xa nhau. Tôi đã đi đến Banzana và Giovanni thì đi La Lio, nhưng chúng tôi dùng xe đạp để tiếp tục đi gặp nhau. Bên cạnh đam mê dành cho những đỉnh núi cao, trong đó có một số đỉnh núi mà hai anh em đã chinh phục khi còn rất trẻ. Giới trang phục là áo chùm thăm, như quy luật chủng viện thời đó quy định hai cha Attilio và giovanni còn đam mê nghệ thuật tượng trưng hai cha còn là học trò của họa sĩ pietro cervali và đã vẽ hầu như khắp mọi nơi các đền thờ nhà thờ nghĩa trang đài phun nước bàn thờ trong đó có bàn thờ của chân phước morosini và chân phước dòng cappuccino tamaso da olera chân dung và phong cảnh núi non. Hai cha cho biết các ngài chuyên vẽ chân dung và đã vẽ rất nhiều chân dung các linh mục trong vùng. Năm 2013, hai cha đã tặng cho cộng đồng Van Gogh nhiều 25 tác phẩm và chính quyền thị trấn này đã đặt các tác phẩm trong một tòa nhà nơi có các trường học và thư viện. Trong cuộc gặp gỡ với giáo dân, một nhóm thanh thiếu niên đã hỏi hai cha một số câu hỏi, trong đó có câu các cha muốn nói gì với các thanh thiếu niên và người trẻ ngày nay? Hai cha đã không lo lắng và do dự khi trả lời. Những người trẻ tuổi ngày nay tỉnh táo ý thức và chúng tôi khuyên họ thử gia nhập chủng viện. Là linh mục thật là điều tốt đẹp. Cha Attilio đã chia sẻ những tâm tình cuối cùng. Đối với chúng tôi, 65 năm cử hành thánh lễ là một giây phút hồng ân và vui mừng về những điều chúng tôi đã lãnh nhận nhưng chúng tôi cảm thấy sẵn sàng và hân hoan cho cuộc gặp gỡ cuối cùng với Thiên Chúa. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục đến mà xem do tứ quyết phụ trách với đề tài Giá trị của thánh lễ. Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận hôm nay chúng ta lắng nghe chủ đề thánh lễ trong cuốn sách tựa đề những người lữ hành trên đường hy vọng khóc rồi lại cười người thánh là người tiếp tục thánh lễ suốt ngày mỗi lần dâng thánh lễ là mỗi lần giăng tay đóng đinh con trên thánh giá và uống cạn chén đắng với Chúa. Đây không có chỗ cho khán giả. Mặt mày thánh doan viên này nhăn nheo xấu xí. Nhà thờ xứ Ax lại lát gạch nung đất và nhỏ hẹp. Ghế quỳ thì siêu vẹo cũ kỹ. Ngài cũng dâng lễ như mọi linh mục khác. Nhưng tại sao ai nấy lại chen chúc nhau đến dự thành lễ của Ngài? Thưa, vì Ngài dâng lễ hết sức sốt sắng. Có lần giáo dân thấy Ngài cầm mình thánh chúa trên tay một hồi, nước mắt chảy ròng ròng, sau đó nụ cười tươi nở lại trên môi. Họ lấy làm lạ mới tóc mạch hỏi, thưa cha, sao sáng nay cầm mình thánh chúa, cha lại khóc, rồi sau đó cha lại cười. Ngài đáp, lúc ấy ma quỷ cám dỗ cha ngã lòng trông cậy sẽ mất chúa đời đời, nên cha lo sợ quá, cha khóc. Nhưng sực nhớ lại là mình đang cầm chúa trên tay, nên cha thưa với chúa, lạy chúa, con không chịu mất chúa, con cần chúa mãi mãi, Chúa luôn ở với con, thế rồi cho sung sướng quá đến nỗi bật cười. Và đó là lý do người ta thích đến dự lễ cha viên nê Dần, vì người ta thấy Chúa Giêsu nơi cha. Biết giá trị của thánh lễ, dù xa dù khó, con cũng tham dự càng hy sinh càng thấy con mến Chúa. Đặt một linh mục nguội lạnh ở vương cung thánh đường thì không ai thèm gặp, nhưng nếu đặt một linh mục thánh thiện trong một nguyện đường nghèo nàn hẻo lánh, ai cũng tìm đến. Thường giáo dân thấy cha nào làm lễ lâu thì phàn nàn, kêu van dài quá, chán quá, mệt quá, nhưng lạ thay Cha Pio dân lễ lâu đến 3 tiếng rưỡi đồng hồ, thế mà các hồng y, giám mục, giáo sĩ, giáo dân vẫn chen chúc nhau đến dự, còn lết đến gần bàn thờ để nhìn cha. Các hồng y, các giám mục ấy lại không làm lễ hơn ngày sau mà lại phải đi dự lễ của ngài. Ai dự lễ do cha Pio làm cũng đều say sưa sốt sắng, không biết mệt mỏi. Họ đồng thanh nói, tôi thấy nét mặt cử chỉ ngài, chúng tôi như thể trông thấy chúa Kitô đang phải thương khó trên bàn thờ thực sự. Đức tin chúng tôi nhờ thế càng thêm vững vàng, lòng ăn năn sám hối càng thêm quyết trí, lòng mến chúa ngày càng gia tăng đi dự lễ ngài mấy lần cũng không chán. Từ Mỹ Châu, Á Châu, Phi Châu, Úc Châu, người ta băng rừng vượt biển đến một thị trấn nhỏ miền Nam nước Ý thì cốt để dự lễ của một tu sĩ già. Ở quê nhà của họ không có ai làm lễ hay sao? Có chứ, nhưng ở đây họ thấy Chúa Giêsu đang làm lễ. dù cô đơn nơi đèo heo hút gió, dù tăm tối trong ngục tù, con hãy hướng về bàn thờ trên thế giới nơi Chúa Giêsu đang tế lễ, con dâng lễ và rước lễ thiêng liêng, an ủi và can đảm sẽ tràn ngập lòng con, thánh thể làm cho ta hiệp nhất trong nhiệm thể, dâng lễ dự lễ mà không yêu thương thì làm mâu thuẫn. Một phóng viên báo chí người Anh bị cầm tù trong những tháng năm cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông. Lúc được trả tự do, có viết một bài báo nhan đề thánh lễ Giáng sinh của Linh Mục Sa. Trong đó, ông thuật lại một câu chuyện vô cùng cảm động. Tôi bị giam trong một trại ở miền Nam Trung Quốc. Trong trại có một ông già tên là Sa. Người ta biết ông là một linh mục dòng si tô người Trung Quốc. Trong trại ăn uống rất kham khổ, kỷ luật thì khắt khe, công tác lao động lại nặng nề. Chúng tôi phải đào đất và gánh những gánh thật nặng lên đổ trên một ngọn đồi cao. Lại còn phải khẩn trương không thì roi vọt đòn tới tấp, bị kỷ luật làm kiểm điểm linh mục sa là một người rất có lòng bác ái ông không khỏe nhưng ai mệt thì liền được ông giúp ai gánh nặng không nổi thì ông đổ cho gánh nhẹ của mình ông luôn luôn vui vẻ động viên anh em trong trại ai cũng đem lòng yêu mến tôi là người công giáo nhưng suốt bao tháng năm tôi chẳng sống đạo tí nào tôi khô khan lắm không hiểu sao ông sa biết tôi là người có đạo lạ quá một hôm giữa trời đông giá rét vào giờ giải lao ông sa cầm tay tôi kéo ra và nói này anh anh là người công giáo phải không dạ thưa phải hôm nay là lễ gì anh có biết không dạ không biết hôm nay là lễ giáng sinh chắc anh nhớ gia đình nhớ bóc kỷ niệm thôi đi theo tôi ta cùng xuống hố đất đằng kia tôi sẽ cùng anh dâng thành lễ có một sức gì đó thu hút nơi ông khiến tôi phải bước theo ông cả hai chúng tôi xuống một hố sâu chung quanh miệng hố, đất được đào lên đắp quanh cao thành hai mô vững chắc. Tôi chẳng hiểu làm sao, ông lại có một tí rượu nho trong cái bát nhỏ và một mẩu bánh mì. Ông để cả hai trên mô đất, giữa cảnh hoang tàn giá rét. Đôi tay ông giang ra, ông cầu nguyện rồi đưa mình thánh chúa lên cao, nét mặt ông sáng ngời. Tôi chăm chú nhìn rồi tự nhiên đầu gối tôi khủy xuống. Tôi quỷ, tôi cũng cầu nguyện. Tôi ăn năn sám hối. Ông cho tôi rước lễ, mắt tôi lệ nhòa lòng tôi cũng như lòng ông ấm áp hẳn lên và chúng tôi vội vàng trở về chỗ cũ. Một tên lính gác thấy chúng tôi tiến lại, liền chạy ngay đến tóm cổ linh mục xa và hỏi, Mày đi đâu đằng kia? Ông thẳng thắn đáp lời, Hôm nay là lễ Giáng sinh, giờ giải lao tôi đi cầu nguyện. Tên lính liền vụt cho ông một trận đòn trí tử. Ông làm thinh chịu đựng. Hắn dẫn ông đi, và từ hôm ấy tôi không còn gặp lại ông ta nữa. Nhưng trong suốt cuộc đời tôi, tôi không bao giờ quên được cảnh tượng chiều hôm ấy một dáng người cao cao hai tay giơ lên gương mặt gầy gò nhưng toát vẻ thánh thiện áo quần rách nát tung bay theo chiều gió giữa trời và đất ông xa với chúa chưa bao giờ và có lẽ sẽ không bao giờ trong đời tôi có một thánh lễ giáng sinh xuất sắng như thế cũng từ ngày ấy đức tin sống lại trong tôi con dân chúa đôi tay này từng giấc dạt làm cho tê tai con dân chúa đôi bờ dài gắn không nặng chiếu bao ngày con dân chúa đôi chân này đi tìm hạnh phúc miệt mài vì ngày mai con lo lai con lo hiện tại bởi trời đất mai luôn dần soi và cuộc sống bon trên từng ngày đầy đôi mắt trong lên ngài, khi nỗi buồn làm con chơi vơi khi đau đớn sẽ dành môi những lần gục ngã trong đời đây mưa ừa trôi qua rồi, đã làm sao héo nụ cười Vì lại chúa con luôn tình yêu, dù băng khoáng lo âu mọi điều, dù ngàn tiếng khóc than điều nhiều, dù đời sống còn chơi vơi khi đau đớn sẽ dằn môi những lần gục ngã trong đời đầy mơ ước trôi qua rồi đã làm sao héo nụ cười vì ngày mai con soi và cuộc sống bom kiên từng ngày vì lại chúa con luôn tình yêu dù băn khoăn lo âu mọi điều dù ngàn tiếng khóc than điều hiu dù đời sống Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31 m 25 và 25 m 21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.